khi mà anh chị mà hỏa táng xong á thì chúng ta hay thường hay để ở trong cái tiểu quách, đúng không ạ? Và chúng ta ngay lập tức là chúng ta mang ngay cái bộ xương cốt đấy ra để chúng ta chôn táng, đặt ngay và xây luôn cái khu mộ. Thì thực tế thì nếu như mà cái người chết mà vào đúng cái thời điểm đặt táng trong khoảng 2-3 ngày mà anh chọn được cái năm tháng ngày giờ tốt, năm đấy long vượng, vị trí đất tốt, thì đương nhiên thì không có làm gì. Thông thường khi mà tư vấn phong thủy thì nếu chúng ta có hỏa táng à, thì người ta sẽ cứ để cái tiểu gửi ở chỗ cái chỗ hỏa táng đấy, anh chỉ để đấy 3 năm được, chứ đừng cứ nói là bảo để 1-2 tháng, đúng không ạ? Hay để 1-2 năm, anh chỉ để 10 năm được, cứ hàng năm ra đấy cứ nộp tiền để người ta trông nom hương khói là được. Sau đó mới đi tìm cái nơi đất tốt, cứ để qua bách nhật trăm ngày đi không sao cả, đúng không ạ? Bình tĩnh lựa chọn, tìm kiếm cái nơi đất tốt, lựa chọn cái thời điểm phù hợp, có thể là năm, có thể là tháng, có thể là ngày, có thể là giờ phù hợp. Sau đó là chúng ta sẽ di chuyển mang cái bộ xương cốt đó và đặt xuống cái khu đất mới. Thì như vậy thì cát hơn. Thì như vậy thì chúng ta chuyển đổi từ hình thức là hung táng, tức là cát táng một lần luôn, chứ không phải là hung táng nữa. Chứ còn như kia hung thì vẫn cứ hung. Hỏa táng thì cũng coi như là phần táng một lần, và nó như là cái phần cát táng. Vẫn phải chọn vị trí, vẫn phải chọn địa, vẫn phải phân kim phương hướng, vẫn phải lựa chọn được cái năm tháng ngày giờ tốt. Thì sau này âm siêu thì dương thái, âm cát thì dương hưởng, đúng không ạ? Thì đấy là tôi chia sẻ với anh chị một hình thức khác táng nữa mà thông dụng hiện tại hay dùng, đó chính là phần hỏa táng, và sau khi hỏa táng dùng địa táng để đặt xuống. Xin cảm ơn.